Tiểu sử Larry Page, huyền thoại sáng lập, người cha đẻ của gã khổng lồ Google. Trong thế giới công nghệ, Google là một doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển công cụ tìm kiếm và có tầm ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, rất ít người biết đến tiểu sử của Larry Page, một nhà đồng sáng lập Google. Larry Page có tên đầy đủ là Lawrence Edward Page, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1973 tại Michigan, Mỹ. Ông là một kỹ sư phần mềm và là doanh nhân nổi tiếng người Mỹ. Larry Page sáng lập Google vào năm 1998, khi ông có bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford, cùng với người bạn lâu năm là Sergey Brin. Larry Page giữ chức vụ giám đốc điều hành của Google từ khi sáng lập cho đến tháng 8 năm 2001, sau đó đến năm 2011, ông quay trở lại chức vụ CEO của Google. Tháng 7 năm 2015, ông trở thành CEO của Alphabet Inc., công ty mẹ của Google, và đảm nhiệm chức vụ này đến ngày 3 tháng 12 năm 2019. Hiện tại, Larry Page và Sergey Brin vẫn làm việc tại Alphabet với tư cách là những nhà sáng lập, thành viên trong hội đồng quản trị, nắm giữ nhiều cổ phần và đồng thời là cổ đông kiểm soát. Trong quá trình làm việc tại Google, Larry Page đã có những đóng góp to lớn, điển hình là việc phát minh ra thuật toán PageRank. Đây là một thuật toán góp phần tạo nên thành công to lớn cho Google, đồng thời nó cũng giúp cho ông nhận được giải thưởng Marconi vào năm 2004. Ngoài ra, Larry Page còn chứng minh mình là một người vô cùng sáng suốt khi ông quyết định mua lại Android với giá 50 triệu đô la Mỹ, giúp Google đặt nền móng cho hệ sinh thái công cụ tìm kiếm trên các thiết bị di động. Đài BBC đã từng mô tả ông như một người tiên phong trong lĩnh vực máy tính và trí tuệ nhân tạo, và với những cống hiến to lớn cho ngành công nghệ, ông được vinh dự nhận các danh hiệu như: Năm 2002, Larry Page được vinh danh là nhà lãnh đạo toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho ngày mai. Năm 2004, Page và Brin nhận giải thưởng Golden Lay Award do Học viện Thành tựu Hoa Kỳ trao tặng. Tháng 10 năm 2013, ông được xếp thứ 17 trong danh sách Những người quyền lực nhất năm 2013. Năm 2015, Google được Forbes tuyên bố là công ty có ảnh hưởng nhất trong kỷ nguyên số. Cũng trong năm 2015, Page được vinh danh là giám đốc điều hành được yêu thích nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes và các nhân viên bình chọn. Larry Page đã có nhiều năm liền nằm trong top những người giàu nhất thế giới và cho tới thời điểm năm 2023, giá trị tài sản ròng của ông rơi vào khoảng 114 tỷ đô la Mỹ. Tuổi thơ của Larry Page, khi 6 tuổi đã tìm hiểu về công nghệ. Cha của anh, Carl Page, là người đã đi đầu và tiên phong trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính. Mẹ của anh, bà Gloria, là giáo viên dạy lập trình hệ thống máy tính. Cũng chính những điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thơ của Larry Page. Ông đã được tiếp xúc với máy tính khi mới lên 6 tuổi và ngôi nhà của ông luôn ngập chìm trong các tạp chí công nghệ. Từ nhỏ, Larry Page đã có sở thích đọc sách và ông dành phần lớn thời gian dành cho chúng. Bên cạnh niềm đam mê với công nghệ, Larry Page cũng dành nhiều thời gian để học tập về âm nhạc. Ông cũng thừa nhận rằng chính những trải nghiệm với âm nhạc đã giúp ông có khả năng phát triển Google nhanh đến vậy. Từ năm 1975 đến năm 1979, ông được đưa đến Oakmont Montessori, ngôi trường áp dụng phương pháp giáo dục Montessori. Chính xác hơn thì chương trình học tập ở đây coi trọng khả năng phát triển tiềm năng một cách tự nhiên nhằm thúc đẩy khả năng độc lập và sáng tạo. Cho đến tận bây giờ, chính tư duy đào tạo không theo các quy tắc, cách tạo động lực và luôn đặt câu hỏi về những gì đang diễn ra ở Oakmont Montessori đã ảnh hưởng sâu sắc đến thái độ trong công việc của Page. Đến năm 1991, ông tốt nghiệp chương trình trung học Far East Lansing và thi đậu vào trường Đại học Michigan. Ở Đại học Michigan, Larry Page từng sáng tạo một chiếc máy in full. Nó xuất phát từ ý tưởng in áp phích khổ lớn với giá rẻ bằng cách sử dụng hộp mực in full. Những năm tháng học tập ở trường đại học, Larry Page tự bắt tay thực hiện những ý tưởng táo bạo, từ hệ thống xe tự lái cho đến phát triển thuật toán tìm kiếm, khởi đầu với việc nghiên cứu về phương thức vận tải tương lai. Tại trường Đại học Michigan, Larry Page đã được gặp gỡ và kết bạn với Sergey Brin, sau đó họ cùng nhau chia sẻ về niềm đam mê nghiên cứu công nghệ. Cả hai đều có sự tương đồng trong tư duy và họ đã nảy ra ý tưởng cùng nhau phát triển công cụ tìm kiếm. Sự nghiệp của Larry Page, sáng tạo ra công cụ tìm kiếm Google. Năm 23 tuổi, chàng thanh niên Lawrence Edward Page đã tự đặt ra cho mình câu hỏi: làm thế nào để tải và xếp hạng tất cả các trang web? Câu hỏi này đã luôn đeo bám và ám ảnh trong tâm trí của Page. Sau đó thì ông đã cùng Sergey Brin lên kế hoạch thực hiện dự án xây dựng công cụ tìm kiếm với tên gọi ban đầu là Backzap. Lúc này thì Backzap chỉ là một dự án phát triển công cụ tìm kiếm được hai người nghiên cứu tại trường Đại học Michigan. Ông và Brin đã dùng các kỹ năng lập trình HTML cơ bản để xây dựng một trang tìm kiếm. Tại thời điểm này, Page và Brin không có nhiều kinh phí để tạo ra máy chủ. Vì vậy, họ phải tận dụng tất cả các linh kiện máy tính để tạo nên máy chủ đủ sức mạnh lớn hơn, sau đó thực hiện các truy vấn tìm kiếm của người dùng.
Đến tháng 8 năm 1996, phiên bản đầu tiên của Google lần đầu tiên được ra mắt trên trang web của Đại học Stanford. Công cụ tìm kiếm của họ nằm trên hai tên miền là google.stanford.edu và jit.stanford.edu. Vào ngày 15 tháng 9 năm 1997, Page và Brin chính thức sở hữu tên miền google.com. Có thể bạn chưa biết, dự định ban đầu của Larry Page và Sergey Brin là lấy cái tên Google để làm thương hiệu, nhưng sau đó đã gõ nhầm thành Google. Để mở rộng công cụ tìm kiếm Google, hai chàng trai trẻ này đã tìm đủ mọi cách để thu hút vốn đầu tư từ người thân, bạn bè hay thậm chí là giảng viên. Họ đã mua một số máy chủ và thuê gara ở Menlo Park, California làm trụ sở. Vào thời điểm đó, Andy Bechtolsheim, nhà đồng sáng lập của Sun Microsystems, đã quyết định đầu tư $100,000 vào Google.in. Tại thời điểm này, thậm chí công ty Google.in còn chưa được thành lập. Ngày 4 tháng 9 năm 1998, Google chính thức được thành lập tại Menlo Park. Larry Page giữ vị trí CEO, còn Sergey Brin đảm nhiệm vai trò chủ tịch. Cũng trong khoảng thời gian này, họ nhận được các khoản đầu tư mới của Jeff Bezos, ông chủ Amazon, và các quỹ đầu tư mạo hiểm khác. Trong vòng huy động vốn tiếp theo của Google, họ đã kêu gọi được con số lên đến $25 triệu từ các quỹ đầu tư. Năm 1999, Page đã thử nghiệm lưu trữ dữ liệu của Google với các máy chủ nhỏ hơn để phù hợp với công ty mà họ đang thuê máy chủ. Sự cải tiến này cộng với sự bùng nổ của Internet trong thập niên 90 đã dẫn đến việc công cụ tìm kiếm Google chạy nhanh hơn so với tất cả các đối thủ cạnh tranh ở cùng thời điểm. Tính đến tháng 6 năm 2000, Google đã lập chỉ mục được 1 tỷ URL web. Điều này đã biến Google trở thành một trong những công cụ tìm kiếm hoàn thiện nhất tại những năm đầu thời kỳ 2000. Đến năm 2004, mặc dù Google đã thành công khi thực hiện việc IPO, nhưng Larry Page đã không thể giữ vững vị trí giám đốc điều hành. Dưới những áp lực của các nhà đầu tư lớn, Google đã thuê Smith đảm nhiệm vị trí CEO thay cho Larry Page và ông tụt xuống đảm nhiệm vị trí giám đốc sản phẩm. Trong những năm tiếp theo, Google phát triển với tốc độ chóng mặt, nhiều đợt niêm yết lớn diễn ra thành công. Larry Page cũng có công rất lớn trong những thành công của Google và sau đó thì ông được quay lại vị trí CEO của Google vào năm 2011. Năm 2015, tập đoàn Alphabet Inc., công ty mẹ của Google được thành lập và Page được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành tập đoàn Alphabet. Trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi, Google hiện nay đã trở thành gã khổng lồ công nghệ của toàn thế giới, góp phần đưa tên tuổi và tài sản của Larry Page tăng trưởng nhanh chóng. Trong năm 2022, Alphabet ghi nhận doanh thu năm lên đến con số là $283 tỷ. Cuộc sống đời tư của Larry Page. Vào năm 2007, ông kết hôn với nhà khoa học nghiên cứu Lucinda Southwood tại hòn đảo Necker thuộc vùng Caribbean. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra vô cùng hạnh phúc và họ cũng đã có hai người con lần lượt ra đời vào năm 2009 và năm 2011. Đừng quên nhấn đăng ký kênh G Bật Mí để xem nhiều video hữu ích hơn nhé!